Rồi, xin chào các quý chú bác anh chị em mình ha. Thì hôm nay ngày 17 tháng 10 em lên cho quý anh em chú bác một video bao gồm 24 mã hàng. Hôm nay hàng đẹp đẹp nhiều lắm nha anh em. Đó, toàn là hàng mới về em không à. Tranh thủ em lên cho anh em mình lựa chọn luôn nè. Từ bình dân cho đến cao cấp tất cả luôn. Thì cũng như thường lệ thế này, phí ship bên em thì mặc định là 30.000 trên một sản phẩm, ship tận tay, kiểm tra thanh toán và trả tiền. Hai đơn mình sẽ được là bao ship nha. Về việc chốt đơn thì mình vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0919 192035 em tin nghiệp. Mọi thông tin trao đổi mua bán tất cả đều qua Zalo hoặc là số điện thoại thôi. Em không chốt đơn YouTube và cũng không phản hồi bằng YouTube. Đó, thì em cũng xin quảng cáo thêm một chút xíu nha. Ví dụ quý anh em chú bác mình muốn mua về cái mặt hàng máy câu giá rẻ bình dân rồi đó, hoặc máy câu cao cấp gì đó, anh em có thể đăng ký qua cái kênh phụ của em là Phan Nghiệp chuyên máy câu Nhật Bản nha anh em. Bên đó em sẽ tập trung em bán về cái máy câu và một số phụ kiện về hàng Nhật Bản linh tinh, tập trung qua đó. Còn cái kênh này em chỉ bán về cần câu, tại vì từ trước tới giờ em chỉ bán cần câu thôi nha, không pha loãng, nó dễ bị trôi bài, nó bị dễ bị mất khách lắm. Cái mã đầu tiên gửi đến em mình đây là cần một khúc nha em. Bắt máy Fuji, fan Fuji nè, cây này dài 1m3, một khúc, và cái này bằng sợi thủy tinh đặc nguyên cây nha em. Nó cứng lắm. Mấy cây nè, mấy anh em ở mấy anh em mình chuyên đi câu trên xuồng, trên bè, trên thuyền đó, mấy ông mê lắm mấy cây một khúc nè, 1m3, 1m2, càng ngắn ông càng thích. Tại vì ông ngồi trên xuồng rồi ông không cần dài. Đó, mấy cây này giờ em có 100 cây em bán cũng hết nha. Đó, câu luôn cần mấy cây này chứ anh em câu cái dứa rồi được của anh em. Có ông lao rồi anh em câu được á. Ha, cây này thì dài 1m3, để em báo thông số cho anh em mình cân nặng nha. Cân nặng của mình là 160g, ngọn của mình là 1:2, cây này mã số 1 em bán giá 300 nha anh em. Mã số 1 300.000. Tiếp tục mã số 2 em lên cho quý anh em mình cây ISO như này, một ISO 2 da nhưng mà cây này vận chuyển về nó bị dập anh em. Một ISO hệ của ông Daiwa luôn nè. Cái cây này nè, nó bị nứt ngang đây nè anh em. Lông gốc ha. Cái lông kế gốc cũng nứt luôn nè anh em. Đó. Cái lông thứ 3 này thì không có nứt. Thì có nghĩa là anh em mà sử dụng được từ lông thứ 3 dưới gốc nè, xoắn hai da nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè. Còn mấy cái này anh em muốn sử dụng thêm thì anh em mình phải xử lý lại nha, xử lý gia cố lại. Đó, hàng đây qua hai da thích hợp cho anh em mình về mình hạ tay nha anh em, mình xử lý theo cách của mình. Dài 5m3, cây này nó tầm khoảng 4H nha anh em. Đó, cân nặng của mình 182g, ngọn 1 ly. Cây này mã số 2 em bán giá 300 luôn. Tiếp tục mã số 3 là cho anh em mình, cái cây này cũng là cái foil cần ISO nè. Cây này thì nguyên bản không có dập, không có nứt gì hết, nhưng mà nó là hàng hãng của thằng China xuất Nhật, như hãng Romarin nè anh em. Đó, cây này đọt 1.5 và 5m3 này. Cây này cũng vậy anh em, hạ tay nó tầm khoảng 4H. Ngoại hình phôi đẹp nha anh em, cây này thì hàng China xuất. Đó, China là China nhưng mà hàng xuất Nhật, anh em cứ tự tin mà chơi thôi. Cây này ngọn to nè anh em, 5m3. Cây này thì cân nặng của mình là 253g, ngọn của mình là 1,5 ly. Cái gốc của mình là 21, cây này mã số 3 em bán giá cũng 300.000. Và tiếp tục cho mình, đây là cái cần tay nha anh em, hoặc cái cần tay lóng lở, nó không phải lóng dài, không phải lóng ngắn. Thu gọn của mình là 75cm, hàng carbon nha anh em. Tay cầm nè. Đó, cây này 3m6 nha anh em, tầm khoảng 4H. Goldfish nè. Đó, cây này thì nó không phải hàng Nhật nha anh em, nhưng mà nó lại nằm trong lô 7 Nhật về. Để có tra thông tin thử thì cây này là hàng của thằng Indo nha anh em. Nè. Hàng của thằng Indo. Cây này nó mới tinh nè, 3m6. Rồi, cây này cân nặng của mình 82g, ngọn 1 ly. Cây này mã số 4 em bán giá 300. Tiếp tục với anh em mình cây lua máy đứng 2 khúc nha anh em. Cây này hàng carbon, hãng của VG nè. Hãng này là hãng của thằng Hàn Quốc, nhưng mà nó sản xuất từ China nha anh em. Nhà máy đặt tại China nè. Cây này cũng là hàng thương hiệu, 1m8 size ML. Đó, toàn bộ mình fan Fuji hết. Thì coi cái cây này á, thì nó lua tầm khoảng 14g anh em, tay cá đâu đó khoảng 12 là bao. Ha, một cây lua máy đứng 2 khúc, một màu sơn đen nhám nha. Cây này sơn đen nhám mà nó mới lắm. Tất cả mình fan Fuji hết.
hàng carbon, hàng Nhật nha em, giá có mấy trăm ngàn à. Về tha hồ mà chơi, cân nặng của mình đúng 100g, ngọn 2 ly. Mã số 5 em bán giá 400. Rồi tiếp tục cho anh em mình cây hai chi nè. Cái nãy một khúc anh em không thích thì anh em có thể lấy cây này. Cây này thì hai khúc mà sấn gân luôn em, hàng carbon nè. Made in Korea nè, máy Fuji nè, mấy cây này nè, mấy ông ở An Giang đó ông mê lắm. Cứng 15, dài 1,5 m, 2 khúc nè, Shear Master. Xoắn gân toàn thân hết trơn anh em, tem vàng nội địa luôn nè. Đó. Anh em lấy cây này im hơn. Cây này nó hàng nội địa Nhật mà nó hai khúc carbon nữa. Có nhiều khi mấy anh em lại không thích mấy hàng carbon nha, nhiều mấy ổng lại thích mấy cái cây mà xài tinh đặc nha. Ngộ vậy đó. Được carbon đúng không nói, không lấy. Ông cứ lấy xài tinh đặc à. Cái ngọn đó, nó có một cái đặc thù riêng hay sao mấy ổng thích hay sao đó, em cũng không có rành lắm. Em không câu chuyên đó nha. Cây này hai khúc dài 1,5 m, cứng 15 nha anh em. Hãng con Suzumi, dòng nội địa Nhật đời đầu. Tất cả fan Fuji, cân nặng của mình 123g. Ngọn của mình 1,5 l. Cái này mã số 6 em bán giá 400. Rồi tiếp tục với mình, đây là cái cần rút mini hàng carbon nha anh em, thu gọn 20 40, cây thu gọn 50 cm. Đó, cán mút Eva, bắt máy Fuji, tất cả của mình đều là fan Fuji hết. Đó, không lỗi không nứt nha anh em. 2,4 m nè, rút mini nè, cây này nó cứng tầm khoảng 30 nè, nó ghi đi TH nè. Hãng con TFC. Thu gọn là 44,5 cm đó anh em. Carbon xoắn gân, cây này cứng khoảng 30, còn rút mini nha anh em. Thì anh em lưu ý mình rút mini là cứng nhất chỉ 30 thôi, còn cứng hơn 30 thì nó rơi vào còng dòng cần quấn con ngâm con lăng xe rồi. Ha. Rồi, cân nặng của mình là 182g, ngọn 2 ly, cây này mã số 7 em bán giá 400. Tiếp tục như anh em mình cây dây trong hai khúc cho anh em, cây này đai hoa xịn sò luôn nè. Đó, anh em đánh dây trong đánh thì anh em lấy cái phôi thôi, anh em lên bộ khen cây này cái phôi xịn nha, hàng đai hoa, bắt máy Fuji, cán mút. Nè, 2,4 m, cây này cứng độc khoảng 80 nha anh em, một cây đai hoa IKA HS nha, cái dòng IKA của đai hoa này mắc tiền lắm anh em. Sản xuất từ Korea, tem xuất Nhật đây, fan Fuji. Hàng này nguyên xi nguyên bản hết. Ngoại hình cũng đẹp đấy nè, tiếc cái là nó hai khúc dây trong thôi. Anh em nào thích hợp cũng dây trong mà đánh, không đánh thì lên khoen mà đánh nha anh em. Coi như mua cái phôi giá có mấy trăm ngàn. Cân nặng của mình là 276g. Cái ngọn của mình là 22, cây này mã số 8 em bán giá 400. Tiếp lên cho anh em mình cây cắm gốc, một màu đỏ tươi tươi luôn nha anh em. Đó, một cây cắm gốc nè. Đẹp không? Nó ngồi nó giật cái hoa văn này thôi là nó mất ngày trời công của nó rồi. Bằng Nhật mà nó ngồi nó giật ngày trời công, mình biết cây này nó bán ra nó mắc lắm nè. Nhưng mà nó không phải hàng thương hiệu lớn nha nè. Cây này có hàng China xuất nè. Nó cứng 30 giờ 18 cắm gốc nha. Bắt máy hãng, khoen hãng luôn, hàng made in China nè, hãng ORK nè, cũng chính hãng của Trung Quốc xuất Nhật nữa nè. Không, tất cả khoen hãng. Một màu đỏ tươi đẹp lắm, nguyên zin nguyên bản. Cắm gốc, gốc bằng 1/2 ngọn. Cân nặng của mình là 248g, ngọn của mình là 2,2 l, cây này mã số 9 em bán giá 500.000. Tiếp tục nha anh em mình, cái lua máy đứng hai khúc hàng carbon nha anh em. Máy đứng hai khúc hàng carbon, cây này hãng của Suzumi nè anh em. Đó, cây này cũng bắt máy hãng và khoen hãng nè. Hãng của Suzumi là hãng của Nhật nè, sản xuất từ Trung Quốc nè anh em. Nó dài 9,6 ft, nó dài gần 3 m nha anh em. Nó lua từ 10 cho đến 35g thì cây này size M nè, tải cá từ 8 đến 16 là bao. Hàng carbon, hãng Shibat chuyên quấn cá vượt, cá chẽm đồ này nè. Đó. Máy đứng hai khúc nha, 9,6 ft là gần 3 m. Size M, cân nặng của mình 190g. Ngọn 2 ly. Cây này mã số 10 em bán giá 500. Tiếp tục cho anh em mình cây sút lở nè. Một cây sút lở carbon, cây này hàng con Olympic gì nè anh em. Cái màu nó không phải nó cũ nha, mà đặt cái màu nó như thế này anh em. Nó hơi dính bụi dính dơ thôi, chứ anh em mình về mình lau chùi là nó sẽ đặt. Lau chùi này sẽ nó bóng mới cái màu như thế này. Bắt máy Fuji nha. Nè, dính bụi dính dơ rất là nhiều, hàng Olympic nha anh em. Cây này nó ít chạy xước, 2,7 m, cây này nó cứng tầm khoảng 15-20. Sút lở nha, tất cả của mình fan Fuji. Tất cả Fuji hết. Nguyên zin nguyên bản, cái màu này đẹp nha anh em. Cần mình cũng đẹp đấy. Câu đa thủy lội nha, cân nặng của mình 158g. Cây này ngọn của mình là 2,4 l nha anh em. Cây này mã số 11 em bán giá 500.000. Tiếp tục như mình cây dây trong, cây dây trong cái Shimano Agot đẹp quá anh em ơi. 50 2,7 m như mới luôn.
Đó, cái dòng Argos của Shimano này nó mắc tiền lắm anh em, đặc biệt là dây trong nó càng mắc hơn nữa. Cây này đẹp nha, anh em nào thích đẹp mới thì mua cây này, đừng bỏ lỡ, giá này rẻ nữa. Nè, cái Argos cứ 50-27 nha, nút nút zin, nút xịn luôn này nè. Mới tin tôm. Cái dòng Argos là cái dòng xoắn hai da nè. Mà cái này nó xoắn ẩn nha. Đó, tất cả phần xích hết, đẹp dữ trời lắm nha. Tôi gọn 1 mét, cân nặng của mình 267 gram, ngọn của mình là 2,5 lít. Cây này mã số 12 em bán giá 600.000. Rồi tiếp tục anh em mình cây 2 khúc carbon anh em. Cây này hàng của thằng Ruby, phen xích lá luôn nè anh em. Tất cả phen Fuji xích lá hết nha. Hàng Ruby 2 khúc, bắt máy Fuji tem vàng. Đó, 2m1 anh em, cây này độ cứng cao, độ cứng tầm khoảng 80 nha. Tất cả phen xích lá, đầu bộ chống xoắn luôn. Mấy cây này trước em bán cả 1 triệu 1 cây, 1 triệu 1 1 cây không anh em. Bây giờ em bán giá còn có 700.000. Anh em không mua nó thì bó tay luôn anh em. Thì chết luôn á. Cân nặng của mình là 228 gram, ngọn của mình là 2 ly, cứng là khoảng 80 và 2m1, 2 khúc. Mã số 13 em bán giá 700. Tiếp tục cho mình, đây là cần suất carbon như em, cây hãng Olympic nè, dòng Olympic dòng highway này nè. Cây này 4m2, độ cứng H, cây này cứng khoảng 30. Đó, cũng là cái súp hệ của Olympic nè, nhưng mà ngoại hình nó không đẹp nha. Đó, anh em chú bác giữ quýnh bạc bãi, hoặc là mình không chê ngoại hình, mình không chê ngoại hình đó thì anh em mình mua nha. Em bán giá rẻ cho anh em mình chơi. 4m2, cứng tương đương 30, sắn 7 chép 2 da nha, bắt máy Fuji. Tất cả của mình đều là fan Fuji hết. Nó có hai cái fan chạy là hai cái fan xích nè anh em. Anh em lời được hai cái fan chạy, hai fan xích, nhưng mà bù lại là cái đầu bu của mình nó bị gãy chân khoen. Đó, đầu bu mình nó gãy chân khoen nè. Anh em về ở cái đề ba chứ lộn. Cái đầu bu của mình cũng vậy nè. Đầu bu mình có hàng chấm bờ rết gì nè, đúng thế nè. Trời ơi. Ha. Tình trạng cần như vậy, cần thì cần nguyên zin nguyên bản hết. Chỉ có cái phôi là chạy xước hơi nhiều. Thì mấy cái này về mình có mua cho xịt bóng mình tút lại cho anh em. Mấy cái mà nền phôi này anh em tút là dễ lắm, anh em tút anh em dặm lại là nó mới tin nè. Cần nguyên bản luôn á, cứng 30, 4m2 anh em. Cân nặng của mình là 462 gram, ngọn của mình là 3 ly. Cây này mã số 14 em bán giá 700. Tiếp tục với anh em mình cây rút lăng xê nha. Cây này thông số hơi bị hiếm luôn, anh em mình không mua là không còn cơ hội. Hãng của Osaka, hàng nội địa Nhật anh em nè. Đó, hàng carbon, nó có một cái vết sờn nước sơn chỗ này. Bắt máy Fuji nha, độ cứng cao là cứng 80 và 3m3, dòng cần rút nha. Osaka, hàng nội địa, tất cả của mình đều là fan Fuji. Fan Fuji có một khoen nước chân như anh em nè, có một khoen nước chân khoen đây nè. Đó, một khoen một thôi, còn lại tất cả ok hết. Nè, phôi cũng còn đẹp mới tinh nè anh em. Nhưng mà vẫn có những cái vết sượt như anh em nè. Sượt ngoài da, không đáng quan ngại lắm. Đúng, phôi mới tinh luôn, xoắn gân. Cùng cuộn luôn, độ cứng cao cứng 80, 3m3 như nè. Cái size này về anh em quýnh lăng xê thì vô địch. Cân nặng của mình là 310 gram, ngọn của mình là 2,7 ly. Cây này mã số 15 em bán giá 800. Bỏ vô trong cái cống đó cho ba. Tiếp tục anh em mình cái ISO hãng lớn, cây này đẹp quá anh em, hãng của Sufit nè. Hãng của Nhật nè, hàng carbon. Cây này mới tinh nè, mình thiết kế đẹp lắm. Bắt máy Fuji nè, đọt 4 5m4 như nè. Super carbon. Tem vàng nội địa đây nè. Cây này đẹp lắm, mới tinh nè. Khoen đồ cũng đẹp đấy nè. Tất cả của mình đều phen Fuji, phen đẹp, không nứt không hư phen nào luôn. Phôi cũng vậy, cũng mới tinh. Đẹp. Nguyên bản nguyên zin nha anh em, nó vẫn có chạy xước một vài chỗ nhưng mà tổng thể là đẹp ấy. Nguyên bản nguyên zin, đọt 4 5m4 nha, ISO khoan lớn. Cân nặng của mình là 454 gram, ngọn 2 ly. Cái này mã số 16 em bán giá 800.000. Tiếp tục cho anh em mình cây ISO khoan nhỏ cho anh em, cây này mới độc đáo nè. Thu gọn của mình chưa tới 1m nha anh em, khoảng 95 cm. Một cây ISO khoen nhỏ, hàng nội địa Nhật đầy đầu luôn, bắt máy bằng đồng này anh em. Cây Olympic nha, nó Olympic mà cái phôi đầy đầu này nè, bao anh em mình câu luôn, chất lượng cực kỳ. Nó dài 7,4 m nha anh em.
thì em rút ra nó tương đương khoảng đọc số 3 của ISO fan nhỏ. Anh em cứ bỏ cho đó hết đi. Anh em cứ xem nha, cây này em nghĩ nhiều anh em mình cần nè. ISO 7m4, thu gọn chưa tới 1m. Tất cả của mình là fan Fuji hết. Đó, mấy cái fan như này là fan Fuji phản quang trắng nha anh em. Nhưng mà buổi tối anh em cao phản quang nè, còn mấy cái fan này vẫn là fan zin của nó nha anh em. Nó không phải là anh em nhìn anh em thấy nó không có lỗi sứ nha, không phải nha anh em. Không phải là nó bể sứ mà cái fan zin của nó là như vậy nha. Và cây này cũng vậy, nguyên zin nguyên bản hết, zin cả đầu bu luôn. Có dòng cần mình như vậy. Nhiều khi anh em không biết nó hàng lỗi không phải nha anh em. Đó, carbon nè. Nè, nó cũng có những cái vết sờn, vết chày xước xước ngoài da như thế này nè nè. Đó. Mà anh em nhìn xa anh em có thấy đâu. Đó. Tổng thể còn đẹp. 90%. Giá em bán còn thua cần tay nữa nè, giá sử như cây này để em cần tay thì em bán được 1,5 triệu, 1,8 triệu. Làm ISO em mới đau á, cái ngọn này ngọn đặc luôn anh em. Ngọn ngọn carbon đặc luôn, làm ISO nên nó bán giá không được cao nè, nhưng mà bù lại là hàng độc nha. Size 7m4 thì anh em chú bác nào đang cần đang kiếm thì tranh thủ mua nha anh em. Để kiếm lại không có. Cân nặng của mình là 412 g, ngọn của mình là 1 ly 2. Cây này mã số 17 em bán giá 1 triệu nha. Nó cho em cần tay đi, em bán được giá hơn. Rồi tiếp tục với anh em cây này, cây cần tay nè. Cây này cũng vậy, độc đáo quá trời. Cái bao cần zin luôn nè, một cây cần tay gấp khúc đây qua carbon gold luôn, 7m2. Ác hơn gấp khúc 7m2 em mới tin luôn nè. Đây cây đa hoặc carbon gold, riêng về cái dòng cần tay đây qua carbon gold này em bao nên mình chơi, nếu mà em câu cá lôi mà gãy á, em đổi nên mình cây khác hoàn toàn, riêng về dòng đai hoa carbon gold nha, dòng khác em không đảm bảo nha. Cây này ráp khúc nha em, có nghĩa là nó ráp từng khúc lại chứ không phải cần rút nha, dài 7m2. Thì cây này nó cũng cứng chứ không có mềm nha anh em. Nó khoảng 4H anh em rút ra nó không có không ổng ảo ẻo nha, nó dạng cứng đều thân 4H nha. Dành cho anh em mình chơi hàng độc hoặc sưu tầm cũng được. Ráp khúc 7m2 mới tinh tươm luôn nè. Có bao cần nút thì đầy đủ hết. Nguyên zin nguyên bản hết anh em ơi. Không độ chế, không lỗi lầm, không thay thế, không sửa chữa gì hết. Rất là mới luôn, cây này mới trên 90%. Cỡ 95% anh em. Cái đây qua carbon gold. Em thấy quả tiết sơn mài nó đẹp không? Đó, mấy cây này nó vậy chứ nó là nếu mà so về chất lượng nó còn tốt hơn cái si vàng chi đỏ nữa anh em. Nhưng mà do thị trường Việt Nam mình nó không có chuộng, nó không có được giá thôi nha anh em. Đó, 7m2. Ráp khúc. Rồi, thì cây này cân nặng của mình là 280 g, ngọn 1 ly nha anh em. Cây này mã số 18 em bán giá 1 triệu. Giá 1 triệu rồi nha anh em, cho anh em mình dễ chơi, dễ mua và dễ sử dụng. Kiểu gì cũng được, anh em mình không có đắn đo suy nghĩ. Nó có thẻo luôn anh em. Hay quá. Nó tặng kèm cho anh em mình có thẻo tôm sẵn luôn nè. Đó. Hay quá, nằm vô đây luôn. Tiếp tục với anh em mình cây ISO fan nhỏ nha anh em, cây này hàng đai qua. Sấn nổi gần hai da luôn. Cây đai qua, bắt máy Fuji tem vàng đọt 1 x 5m4 nha anh em. Tem vàng nội địa đây. Sấn ít gần hai da cùng cuộn luôn. Tất cả của mình đều là fan Fuji hết. Tất cả đều là fan Fuji. Thôi sấn hai da thì cây này anh em mình về mình hạ tay. Về mình hạ tay nó sẽ hay hơn anh em. Thì anh em còn tùy thôi, em tư vấn vậy thôi, tại vì cái phôi này là hạ tay nó sẽ câu sẽ đẹp hơn là câu ISO. Phôi mới tinh xoắn gân anh em thấy không, xoắn nổi cuồn cuộn luôn. Nó xoắn tới lắm hai luôn mà. Đẹp lắm. Cái gốc thì mình nó hơi chạy xước tí tí thôi, ngọn lông phụng đọt 1 x 5m4, một cái ISO căn nhỏ hàng đai qua. Rồi đi nhập hai da carbon whisker. Cân nặng của mình 190 g, ngọn của mình 0.8. Góc của mình là 21. Cây này mã số 19 em bán giá 1 triệu rồi nha anh em. Bây giờ bán giá nó ấy lắm anh em ơi. Nó meo lắm. Em là về số lượng hàng lô mới bán được. Cân đối ngày bán mười mấy 20 đơn thì nó bù qua bổ lại ngày kiếm được 500 700. Đủ chi tiêu qua ngày thôi chứ còn nó mà bán theo lời như xưa thì thời điểm hiện tại nó khó lắm nè.
là ít lắm, meo lắm, có những đơn lỗ và có những đơn lời dài 300 bù qua kéo lại vậy đó anh em. Rồi trở lại vấn đề, lên tiếp cho anh em cây này, cái cần tay nha anh em, họ cần tay đóng dàn cây Shimano VIP luôn. Thứ nhất là cái nút đít nha anh em, cái nút đít này là nó bị mất rồi, nó gắn một nút nhựa khác nè, anh thấy đóng là lỏng lẻm, lấy bằng keo giấy quấn lại nha. Một cây Shimano nè, cây này nó dài 9,5 m, dung 9 m nha anh em. Cây này nó tầm khoảng 6h đó. Một cây Shimano Ayu nè, special có chế độ zoom, thì cái chế độ zoom nó bị lờn rồi nha anh em nè. Đó, cái chỗ này nó có quấn băng keo nè, có màng keo, nó có một cái vết giống như bị rọc anh em, bị cái gì đó nó rọc vô nhưng không có nứt nha. Đấy, anh phải zoom. Một cây này kia bản bản special, bản đặc biệt luôn em. Thì cây này á, thì nó nguyên zin hết nhưng mà nó có lỗi nè, đầu lóng nè, lóng thứ ba dưới gốc lên nè, nó bị nứt nè. Thì về mình phải quấn ấy lên nha, lúc đầu về là nó quấn băng keo hết nên em gỡ băng keo ra, em thấy vết nứt nè. Đó, nứt hai lóng nè. Rồi nứt có hai lóng đó thôi. Nó còn lại là zin hết, zin tới đầu vu luôn, zin 100% luôn, phôi cũng còn đẹp nữa. Thì đó, em bán cái giá rẻ cho anh em mình về mình xử lý, mình khắc phục rồi bây giờ mình câu nha anh em. Thì cây này là thích hợp cho anh em mình câu cá trê, cá rô, cá sặc rồi thôi, chứ không thích hợp cho anh em mình về mình câu cá lớn nha anh em. Cá lớn cây này anh em về anh em câu gãy tiếp á. Đó, 9,5 m dung 9 m, nguyên zin nguyên bản, có lỗi. Cân nặng của mình là 315 g, ngọn 1,8 ly. Cây này mã số 20, em bán giá 1 triệu nha anh em. Tiếp tục nha anh em, một cái súp nha, một cái súp hệ, một cái lông bem súp nha anh em, lông bem mà dòng Power Mesh nha. Cây này hàng hệ nữa nè, lông bem Power Mesh sáng tới gốc luôn, khoan xích định vị khoan hết nha anh em. Cây này cũng đẹp nè, cứng 27 và 4,05 m. Một cây lông bem súp nha anh em, nào chơi mấy cây này thì anh em sẽ biết rồi. Nó tất cả mình khoan full xích, không lỗi không nứt khoan nào nha anh em, khoan thì có đống bụi đống dơ thôi. Phôi sấn hai da, định vị khoan, định vị lóng mới tinh tươm luôn anh em, chỉ có dơ bụi thôi nè. Nguyên zin nguyên bản, xoắn tới ngọn, định vị lóng, định vị khoan. Đó, mấy cây lông bem thì anh em chơi nhiều anh em biết rồi, em bán giá cây này thì anh em cũng hết hồn thôi, mua gì cũng mua. Cân nặng của mình là 370 g, độ cứng 27 và 4,05 m, ngọn của mình là 2,7 ly. Cây này mã số 21, em bán giá 2 triệu nha nè. Rồi tiếp tục cho anh em một cây lua rút nè, cây lua VIP nữa nè, lâu lắm rồi mới xuất hiện. Thì cái gốc này anh em có thể nhìn thấy nó đóng bụi đóng dơ nè anh em, nhưng mà về mình rửa lại mình là cái cây này nó mới lắm nè, những cái vết dơ như thế này nè, anh em mình rửa lại nó sạch đẹp lắm nè. Bắt máy Fuji nha, một cây Daiwa Made in Taiwan nha anh em, độ cứng là MH nè, dài 11 feet là dài 3,3 m nè anh em, nó lua mồi từ 10 đến 50 g nha, tại cá từ 10-25 là bao thông số đẹp quá. Một cây lua rút MH nha anh em, Pacific Phantom, nắp chụp xịn luôn, fan full sheet, tất cả của mình đều là fan full sheet hết. Rồi hình đẹp đấy anh em nè, định vị nè, cây lua VIP VIP nha anh em, nguyên zin nguyên bản, zin 100%. Cân nặng của mình là 220 g, ngọn này của mình là ngọn 2,1 ly, size MH nha nè, 3,3 m đu rút, mã số 22, em bán giá cũng 2 triệu luôn nha nè. Em bán giá cũng 2 triệu luôn nha. Rồi tiếp tục nha, mình cây lua, một cây súp 3 khúc, một cây súp VIP nha nè, một cây súp leader nha, SF, mới tinh tươm một màu xanh nữa nè. Fan full sheet 405 FX nha, cây này cứng 25 và 4,05 m. Cây này thì anh em mua mới giá khoảng 8 triệu, 9 triệu cây này. Đó. Tiếc cái là nó không độ cứng cao nha, dành cho chú bác mình hơi lớn tuổi hoặc là quý anh em mình quýnh ngâm, quýnh lăn xê hoặc là có thể quýnh lua cũng được anh em, lua có lũ bông của mấy cam á. Đấy cũng được. Strong foil, sáng ít toàn thân nha anh em, mới tinh nè, một màu xanh cũng đẹp nữa anh em. Đẹp quá trời luôn. Nó 4,5 m cái súp hệ cho nè, nhẹ tinh nè, không nặng đâu. Rồi cân nặng của mình là 424 g, 424 g cho em, ngọn của mình là ngọn 2,2 ly. Cái gốc của mình là chỉ có 21 thôi. Cây này mã số 23, em bán giá của mình là 4,5 triệu nha nè. Rồi mã số cuối cùng cho video hôm nay, gỡ đây một cái quá độc đáo luôn, cái hộp này hộp bằng carbon nha em.
đây qua chính hãng luôn, hàng này cũng mới tinh, gần như là chưa sử dụng nhưng mà nó thiếu phụ kiện nha. Đó, cái này là nguyên combo từ hãng nó bán ra như thế này luôn nè anh em, chứ không phải độ chế cái hộp của nó luôn nè. Đó, em mở ra thì anh em thấy cái khoảng trống chỗ này nè, anh em biết không, nó là có một cái hộp để đựng mồi lua của ông Daiwa mà cái hộp nó mất rồi, nó không thấy nha anh em. Hàng em về là như thế này đó, một combo mấy ngang. Con máy trước nha em, đây một con máy đây qua. Trời Radio 631 nè, BR100, tay trái luôn nha em, chứ không phải tay phải nha. Máy thì cũng như mới nè, nói chung cái bộ nó như mới nên chỉ thiếu cái hộp thôi, nó thiếu cái hộp đựng màu thôi. Có hàng made in China nha em, nè dòng đời mới của con đây qua là sản xuất Trung Quốc nè em. Đó, một màu đen mà đen phù lù luôn á. Ha, bộ dành cho anh em mình trốn vợ nè, anh em hay đi công tác du lịch cho anh em chơi bộ này. Đó, đây nó thu gọn nè, mới tinh, mới gần như chưa sử dụng. Một cây Daiwa CB-X2, anh em có thể tham khảo, anh em có thể đánh tìm thông tin đó. Anh em đánh chơi Daiwa nắm chữ CB nè, gạch X2 này nè, ra giá cho anh em tham khảo nha. Nó là nó mới gần như chưa sử dụng anh em, nhưng mà không biết sao cái hộp nó lại không bỏ vô, nó chỉ có cái hộp đựng mồi Daiwa thôi chứ không có gì đó chứ, cái hộp vừa như vậy thôi. Đó, cái máy ngang rút này cứng lắm anh em, fan là fan full xích luôn, tất cả là fan xích hết. Thì nó cũng không có thông số lua, nó không có thông số màu, nó không có gì hết. Rồi nó còn búng ra này nè, nó kính hơi á nè, còn muốn búng ra này nè. Bộ là bộ VIP nha nên chứ phải bộ hàng bình thường đó. Em cũng không biết là nó dài bao nhiêu, cũng không có thông số lua nè anh em. Đây, cứng lắm, dạ. Nó dài à. Một mét 28 ha, nó dài 1m28, cứng lắm, cây này nó cứng khoảng MH đó nè. Đó, một cây luôn máy ngang dành cho anh em mình trốn vợ nha, anh ai mà trốn vợ thì lấy cây này, nó đỉnh của đỉnh luôn. Cái giá thị trường của nó, cái giá mới của nó hơn 7 triệu anh em, anh em có thể tham khảo anh em biết ha. Cái giá thị trường nó hơn 7 triệu anh em. Đây, nặng lắm, siêu trốn vợ luôn, lu rút nha nè. Nó mới tinh tươm. Rồi thì anh em mình có thể mình mua cái bộ này nè, lâu lâu mua được một bộ hay quá thì anh em có thể cái giá nó rẻ hơn cái giá kia phân nửa, anh em mình mua mình lấy lời hơn nha anh em. Thì anh em đang có nhu cầu nhà ấy sử dụng đó, chơi cái hàng độc thì anh em mua cái này. Rồi thì cái này mã số 24 nha anh em, bán cho anh em mình giá là 3,9 triệu nha. Đó, anh em mình nó chỉ anh em mua anh em tiết kiệm được vài triệu khỏi mua mới, bộ này cũng như mới chỉ sử dụng thôi. Đó, thí dụ thay vì nó mất cái hộp chỗ này thì nên là mua, em sẽ tặng kèm anh em hai con mồi, hai con mồi lua siêu đẹp luôn, siêu xịn luôn, tặng kèm cho anh em mình hai con đó, coi như là bù được cái phần hộp đó để cho anh em mình khỏi cái lăn tăn ha. Rồi tất cả mọi hàng hôm nay là như vậy, chú quý anh em chú bác mình mua hàng thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0919192035 em tin nghiệp nha. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý anh em chú bác mình trong những video tiếp theo. Xin chào.